quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Thơ MC Channel. Xuất hiện lần đầu sau khi nhận chỉ trích dữ dội, song Hye Kyo lại bị nhắc nhở vì sự bất cẩn này. Tuy nhiên, song Hye Kyo lại bị netizen nhắc khéo vì đeo khẩu trang không đúng cách. Ngày 4 tháng 3, bạn của song Hye Kyo đã đăng tải lên trang cá nhân của mình hình ảnh mới nhất của vợ cũ song Jong Ki. Sau lần xuất hiện gần đây nhất tại sân bay quốc tế Incheon hôm 27 tháng 2, đây là động thái mới nhất của Song Hye Kyo. Trong bức hình mới nhất, Song Hye Kyo diện đồ giản dị, đội mũ, đeo khẩu trang và chơi cùng thú cưng. Tuy nhiên, Song Hye Kyo lại bị netizen nhắc khéo vì đeo khẩu trang không đúng cách. Theo đó, trong hình ảnh có thể thấy Song Hye Kyo đeo khẩu trang nhưng lại để hở mũi và miệng khi tiếp xúc với thú cưng. Nhiều người cho rằng, trong lúc tình hình dịch bệnh đang diễn biến xấu ở Hàn Quốc thì nữ diễn viên nên cẩn thận bảo vệ sức khỏe của mình hơn. Trước đó, Song Hye Kyo liên tục bị cư dân mạng mỉa mai khi không có động thái trong việc quyên góp cho Hàn Quốc, đặc biệt là thành phố Daegu, quê của nữ diễn viên đang đối mặt với dịch bệnh. Trong khi đó thì đại đa số các nghệ sĩ, dù ít dù nhiều đều đã quyên góp tiền bạc cho trận chiến chống lại dịch bệnh Covid-19.